Sáng ngày 5 tháng 9 là ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cũng là ngày khai giảng năm học mới. Nhiều tuyến đường ở Hà Nội trở nên ùn tắc kéo dài. Tuyến đường vành đai 3 bị ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm chạp tại đầu đường cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ hướng về nội thành Hà Nội. Khu vực ngã tư Sở, giao thông cũng trở nên ùn ứ nghiêm trọng. Cạnh đó là tuyến đường Nguyễn Trãi, nhiều phương tiện di chuyển từng chút một. Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, người lao động trở lại thủ đô để bắt đầu công việc của mình. Chính vì vậy, nhu cầu đi lại của người dân trở nên tăng cao. Tại khu vực Phạm Hùng, Quất Duy Tiến, nhiều phương tiện di chuyển lên vỉa hè để mong thoát khỏi cảnh ùn tắc. Sáng nay, hòa chung với không khí của cả nước, ngay từ sáng sớm, các bậc phụ huynh đã đưa con em của mình đi dự lễ khai giảng. Điều này cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông của Hà Nội.